Chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh sau dịch bệnh, nếu các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ được phục hồi, thành phố cần được bổ sung khoảng 310.000 lao động trong năm 2022. Bất động sản đang là lĩnh vực thu hút nhiều nhân sự. Vào chiều ngày 5 và 6 tháng 3 tới đây, tại Vinpearl Luxury Landmark 81, thành phố Hồ Chí Minh, nhà phát triển bất động sản Vinhomes sẽ tổ chức Đại hội tuyển dụng 2022. 68 đại lý uy tín phân phối sản phẩm của Vinhomes sẽ tiến hành tuyển chọn các nhân viên kinh doanh, tư vấn bán hàng bất động sản, từ các sinh viên sắp và mới ra trường, những người có nhu cầu đi làm, chuyển đổi công việc. Đây cũng là dịp để các đối tác cao cấp của Vinhomes tuyển dụng các vị trí nhân sự cấp cao. Năm ngoái, sự kiện này đã được tổ chức tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và đã thu hút được hàng ngàn nhân sự.